Em đã nói xin lỗi anh Chí rồi. Nếu em còn cảm thấy ấm ức ấy, thì đừng xin lỗi. Có lẽ anh nói đúng. Là do em ích kỷ. Em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Nên... Thực ra là em không ích kỷ. Em chỉ cố chấp thôi. Không biết em có nhận ra không? Chuyện của anh với em không chỉ là liên quan đến anh Chí hay là việc của anh ấy đâu. Thế còn chuyện gì nữa? Thực ra chuyện của anh Chí chỉ là chất xúc tác để chúng ta nhận ra rằng mình không hiểu nhau. Hễ bất kể có chuyện gì xảy ra thì em đều làm theo cách của em, anh làm theo cách của anh. Mọi sự trao đổi đều trở thành những cuộc cãi vã. Thế hóa ra trước giờ tất cả mọi việc lỗi là của em hết à? Em khơi mào ra mọi chuyện à? Cái gì em cũng sai hết à? Chính cái kiểu của em làm mọi chuyện trở nên căng thẳng. Tại sao mình không lắng nghe nhau? Thay vì đổ lỗi hay là tự ái thì mọi thứ nó đã khác rồi. Vâng, tính em hay tự ái. Anh nói như thế không phải là đổ hoàn toàn lỗi cho em, mà đấy cũng là một phần lỗi của anh. Mình phải thấy mình sai ở đâu thì mình mới sửa được chứ. Tóm lại bây giờ anh muốn gì? Sửa cái gì? Anh nghĩ hai chúng ta phải cần thêm thời gian. Anh nói vậy là sao? Anh vẫn muốn ly dị à? Thực ra là anh chỉ muốn... Thôi, cứ làm theo ý anh đi. Mai, anh sẽ đến đón cái mầm, cho nó về nhà bác Chí để ăn và chơi ở đấy 2 hôm. Em thấy có được không? Được. Ăn đi con. Vâng ạ. Ăn nhiều vào nhá. À, nhưng mà sao bố không về nhà? Bố sáng ngủ với bác Chí vài hôm cho nó vui. Với lại bố cũng đã xin mẹ rồi. Tối nay con sẽ sang ngủ với bố bác Chí nhá. Vâng ạ. Nhưng mà sao bố giận mẹ ạ? Không, người lớn ai giận nhau làm gì, đúng không? Thế sao bố không khao mẹ pizza? Mẹ cũng thích ăn pizza như con mà. Thỉnh thoảng hai bố con mình đi ăn những cái món này cũng được mà. Với lại nếu mà mẹ đi ăn cùng, làm sao mà mầm được ăn những món mà con thích nha. Đây sẽ trở thành bí mật của hai bố con mình nhá. Vâng ạ. À, tí nữa bố cho con đi ăn bò bía nhá. Lần trước bác Chí mua, con hứa con sẽ giữ bí mật. Bây giờ con sẽ ăn ít đi một tí để con đi ăn bò bìa bố ạ. Anh nghĩ hai chúng ta phải cần thêm thời gian. Nói đi. Có chuyện gì đấy? Giấu làm sao mãi được? Trước sau rồi cũng biết mà. Thật ra thì cô biết cũng được. Biết đâu lại giúp được gì sao? Thì cứ nói đi. cháu nội của cô, con bé Mầm ấy, nó bị bệnh gan hiếm gặp. Thế bác sĩ nói thế nào? Chỉ có một cách duy nhất thôi, đấy là ghép gan. Bây giờ đang chờ xét nghiệm của bệnh viện về gan của bố mẹ nó. Mà tiền nằm viện rồi tiền ghép gan tính ra cũng phải khoảng tỷ. Cho nên là mới phải giao bán nhà. Mà một tuần nay rồi có bán được đâu. Mầm thì không còn nhiều thời gian nữa. Sợ là đến lúc bán được nhà thì cũng muộn mất rồi. Mầm là cháu nội của cô đấy. Tưởng mày rời khỏi tao thì cuộc đời mày nở hoa chứ. Vẫn không ai nhận à? Cầm lấy đi tao cho. Đừng mơ mộng nữa. Nếu kiếm tiền sạch mà dễ thì cuộc đời này đâu có chỗ cho tao với mày. Đấy là việc của tôi. Đây chỉ việc của ông. Quay về làm cho tao đi. Tiền tiêu không phải nghĩ. Tương lai thằng con mày cũng được đảm bảo. Hy sinh đời bố, củng cố đời con. Có phải không? Thì ra ông đang hy sinh đời ông để củng cố đời thằng Long đấy à? Đến một lúc nào đấy ông xẻ tiền ra mà chẳng ai cần nữa. Lúc đấy ông cô đơn, lại què quặt. Ông làm thế nào? Chết thối trong đống tiền à? Còn tao còn mày. Mày mà trở thành lương thiện thì tao đùi đầu xuống đất. Anh ơi, con em không ổn rồi. Sao? Hai vợ chồng em đều không phù hợp để hiến gan cho cháu. Bác sĩ ạ, bác sĩ cho em hỏi là tại sao cả bố cả mẹ đều không hiến gan được cho cháu là như nào ạ? Sao vô lý đấy? Mẹ cháu ấy thì có tiền sử mắc viêm gan B, còn bố cháu thì chỉ số gan nhiễm mỡ lại cao nên không thể hiến được. Không còn cách nào ạ? Bây giờ ấy, hỏi thêm người nhà đến, biết đâu lại có người phù hợp. Bác ơi, bác cứu con em. Bác là bác ruột của cháu mà. Bác ơi, bác cứu Mầm. Bác ơi, em xin bác. À đúng rồi, bây giờ chỉ còn một mình anh là cùng huyết thống với con Mầm thôi. Anh cứu cháu đi anh. Bác ơi, vợ chồng em xin bác.